bây giờ là nguyên gia đình chuẩn bị để lên đường để mà đi camp nha. Đây, cảnh chuẩn bị lên đường nè, đó, cả dàn xe nè, chuẩn bị lên đường. Đó, gia đình Mỹ Hưng, rồi với lại Duy. Kobe, look, what's this? Kobe, look at the water. Thì sau hơn 2 tiếng mấy đồng hồ lái xe thì gia đình mình cũng đến được Bear Lake, là một cái hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở giữa biên giới Idaho và Utah, nằm ở hướng miền Tây của Hoa Kỳ. Diện tích cái hồ này khoảng 109 square mile, là khoảng 109 dặm vuông. Nó được chia đều giữa hai tiểu bang. Phần Utah của nó thì bao gồm hồ nước ngọt tự nhiên lớn hàng thứ hai ở Utah sau cái hồ Utah Lake. Theo mình nghe một người cháu Viễn nó nói với mình là khi trước là cái mặt hồ nước nó lên tới chỗ ngón tay mình chỉ luôn. Thành ra cái khi mình reserve cái liều này nè là gần như là cái mặt hồ nước nó sát với cái liều này luôn. Rất là tiện lợi cho mấy đứa nhỏ nó chơi nè, mà nhìn cũng rất là đẹp nữa. Bây giờ gần như là nước nó bị cạn rồi, thành ra nhìn nó thấy xa xa vậy đó. Hôm nay mình đi gia đình, cả đại gia đình từ Cali qua đây đi chơi. Mình thì ở Utah, thì dẫn mọi người đi tới Bear Lake. Ở đây là Bear Lake nè. Ngày lễ, hôm nay người ta đi chơi đông lắm. Phải resort cái chỗ này nè, cái nhà này nè, để mà ở đây từ sáng tới chiều. Cái này hình như nó trả khoảng 120 đồng một ngày, thì cũng có cái này chứ không mình dựng lều kia thì nó gió lắm, nắng nữa. Chỗ này thì có cái đồ barbecue á, đem thịt heo tươi hết á, người nhỏ nó chơi rồi nó ăn uống xong rồi đi xuống kia tắm. Thì thường thường ở chỗ này thì lái xe từ ở Salt Lake Downtown lên tới đây cũng khoảng 2 tiếng mười mấy phút. Thì cái lake này thì nó nước nó rất là xanh, thấy chưa? Nó xanh nghe chưa? Nó giống như biển vậy đó. Nó mọc luôn đẹp luôn. Đẹp vậy? Đẹp, rất là đẹp. Đẹp. Mà ta ngồi dưới cái gốc cây thì nó có cái bóng mát á. Coi như là gốc cây thì mình khỏi trả tiền. Khỏi trả tiền. Còn mình vô đó thì mình có cái lò để mình nướng. Chỗ đó có thể đem cái lò nướng ra đây cũng được đó, người ta cũng đem lò nướng không khỏi trả tiền. Hoặc là người ta dựng cái liều tự người ta dựng, cần trả tiền. Còn mình thì tại mình đi đông á, mình đi đông mình đúng không? nên mướn cái chỗ đó nó cũng bao nhiêu tiền, kiếm trăm mấy nhỉ. Chơi relax một ngày, sáng đi chiều về. Ai mà tới Utah mùa hè thì nên đi tới chỗ này chơi. Chỗ này nó nhiều cấp hồ, rồi ta bơi, ta đi thuyền, ta đi nè. Một ngày hình như hồi nãy anh Dân anh nói là 1000 đồng. Đi thuyền hả? Mướn nguyên chiếc cano. Cano. Thì mình là ví dụ người ta đi đông á thì người ta chia ra. Đấy đúng không? Rồi. Cũng đâu có bao nhiêu. Cũng đâu có nhiêu. Đặt mình đi đông gia đình á. Thì đúng rồi, chia ra. Không ai có tàu, có thuyền thì kéo xuống. Kéo xuống. Đúng rồi. Đi tự đi chơi. Thấy xung quanh núi không? Núi nó mọc hết cái hồ, thấy chưa? Chị lên quay nè. Cái núi nó mọc hết cái hồ. Đẹp cái nha. Cái hồ nó nằm chính giữa. Chứ quanh là núi chứ quanh. Mọc cái hồ. Thank you.
Nằm nằm nghe sóng buồn lớn xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Tiếng sóng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biển giới như tình anh với em, hơn là nằm nghe sóng cuộn lớn xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển sông đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biển giới như tình anh với em, hơn là những trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây bờ
vui vẻ. Bình an. Oh, it was, how did it...